Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong video về Excel cấp độ 2 và nội dung của video này chúng ta sẽ thực hiện chủ đề C sử dụng sơ đồ thông minh có tên là Smart Art trong bài số 6. Thì với cái đối tượng gọi là Smart Art thì chúng ta sẽ giúp cái bản Excel của mình thay vì nó chỉ có chữ bình thường trông nó không được bắt mắt lắm thì việc dùng Smart Art sẽ giúp cái bản Excel của bạn trông nó sống động hơn. Và thao tác làm thì cũng rất là đơn giản. Chúng ta có thể mở file thực hành có tên là 6.3 quy trình tuyển dụng. Thì các bạn thấy là chúng ta đã có cái quy trình tuyển dụng chi tiết ở phía bên này rồi. Thì quy trình tuyển dụng chi tiết này thì các bạn thấy là khi cần thì ta xem thông tin chi tiết thôi. Còn nếu mà người ta muốn xem tổng quan ấy thì xem tổng quan thường là các bạn chỉ kê ra những cái đề mục chính. Nhưng mà đề mục chính này thì nhìn nó không được đẹp lắm. Chính vì thế chúng ta có thể dùng một cái dạng đối tượng để trông nó được bắt mắt hơn. Đấy là dùng Smart Art. Và để dùng Smart Art thì đơn giản thế này. Các bạn vào thẻ Insert. Và trong thẻ Insert chúng ta xem là có cái nhóm là Illustrations. Và trong nhóm Illustration các bạn sẽ thấy cái chức năng là Smart Art nó nằm đây. Nhấn vào cái nút Smart Art và các bạn sẽ được hỏi là cái Smart Art của các bạn muốn là trông như thế nào. Trên đây thì các bạn thấy là ở đây ta có rất nhiều các cái sơ đồ khác nhau để giúp chúng ta có thể là vẽ được ra cái hình ảnh trông nó hay và nó sống động hơn cho cái bản Excel của mình. Và nếu mà tìm như thế này thì nó hơi mất công cho các bạn, nên để ý là chúng ta có những cái lựa chọn về nhóm, các cái phân nhóm về list chẳng hạn, hoặc là cái nhóm process ạ. Các bạn muốn là trong cái này nó giống như các cái bước của một cái tiến trình thì chúng ta có thể cân nhắc đến việc là dùng một cái mẫu nào đấy ở trên này. Thì khi chúng ta chọn cái mẫu như thế này xong thì các bạn có thể nhấn nút OK hoặc nhấn đúp vào mẫu này cũng được. Đó, thì chúng ta sẽ có được cái một cái Smart Art vẽ trên hình như thế này. Thế bây giờ nếu mà các bạn kích vào đây xong bắt đầu nhập, ví dụ như các bước chúng ta sẽ nhìn ở phía trên này, trong mẫu A5 ta có bước là chuẩn bị thì ta kích vào đây, xong cho viết chữ là chuẩn bị chẳng hạn. Đấy, rồi lại tiếp tục cái gì? Thông báo. Nếu các bạn làm như thế này cũng được, nhưng trong trường hợp mà chúng ta có nội dung kia rồi ấy, thì các bạn không cần phải làm như thế này. Mà ví dụ tại bước này ấy, thì tôi sẽ vào cái phần ô A7 chẳng hạn, tôi kéo chọn cho đến ô A11. Rồi tôi chọn copy xong thì tôi kích trở lại vào Smart Art và nó sẽ hiện là cái hộp là Type Your Text here ở đây để chúng ta có thể dán nội dung vào đây. Thế nếu các bạn lỡ mà không thấy cái hộp này ấy, là do chúng ta nhỡ đóng chẳng hạn, thì các bạn có thể có hai cách. Một là chúng ta kích vào đối tượng Smart Art và để ý ở chỗ này các bạn có cái nút để mở. Đó, nhấn nút mở thì sẽ mở cái hộp là Type Your Text here. Còn cách nữa là các bạn có thể vào cái thẻ Design trên này và các bạn sẽ có cái nhóm là cái nút là Text Pen nằm trong cái nhóm là Create Graphic. Thì tôi có cái hộp này rồi, tôi chỉ cần dán nội dung kia vào đây thôi. Vậy là tôi đã có ngay được cái Smart Art rồi. Thế sau khi chúng ta làm xong này thì các bạn có thể thấy là cái Smart Art này nó có vẻ hơi nhỏ, cho nên là ta không nhìn thấy được cái hình ảnh ở đây nó rõ ràng lắm. Thì các bạn có thể kéo nó lên một vị trí nào đó và chúng ta có thể kéo cái Smart Art này nó rộng ra to hơn để cho nhìn hình ảnh cho nó dễ. Rồi, những cái nội dung chữ ở đây không cần thiết nữa thì các bạn có thể xóa những nội dung này. Rồi, ta có thể chèn để cho cái phần nội dung chữ của nhóm hỗ trợ này nó nằm thụt xuống phía dưới. Đấy. Và các bạn kéo cái Smart Art này nó đặt lên phía trên làm sao trông cho nó có vẻ ồn ồn một tí. Đấy. Thế nhưng mà nhìn cái này thì các bạn thấy là trông nó không được rõ ràng lắm. Thì ta có thể là muốn thay đổi cái đối tượng Smart Art này sang một dạng đối tượng khác. Muốn thay đổi sang dạng đối tượng khác thì chúng ta lại kích vào Smart Art thôi. Sau trên này các bạn vào thẻ Design. Và trong thẻ Design thì các bạn thấy này, ta có cái nhóm Layout. Thì nhấn vào Layout. Sau đây chúng ta có thể mở rộng ra để nhìn cho nó dễ. Thì các bạn rê chuột qua các đối tượng này để xem là ở cái Smart Art của mình nó có thể thay đổi sang thành cái dạng đối tượng nào khác. Ví dụ tôi chọn là Upward Arrow chẳng hạn. Đấy, thì khi chọn là Upward Arrow thì chúng ta thấy là nó hiện thành cái dạng hình mũi tên, nó hiện nó phát triển lên như thế này. Hoặc là mở rộng ra và chọn nhóm khác. Tuy nhiên là tôi thấy là tôi thì dưới cái process, tức là thể hiện tiến trình ấy, thì mấy cái này cũng được, nhưng mà ta có thể có sự lựa chọn khác là tôi không muốn dùng process mà tôi muốn dùng cái thể hiện khác nó trông có vẻ, thôi thì danh sách cũng được, dạng list. Nhưng khi mở rộng này các bạn sẽ không thấy dạng list ở trên này. Thế muốn xem cái dạng khác thì các bạn để ý này, phía dưới nó sẽ có cái lựa chọn là more layout. Thì nếu mà chọn more layout thì ta có thể đổi sang một cái bố cục nào đấy khác. Ví dụ các bạn muốn ở vòng tròn tuyển dụng có thể vào đây. Rồi hoặc là một cái danh sách tuyển dụng, tôi có thể vào phần list. Và trong cái phần list, ví dụ như tôi thích một cái mẫu nào đấy chẳng, tôi có thể kích cái mẫu vertical curve list. Thì lúc đấy nó sẽ là một cái nằm dọc, một cái đường cong nằm dọc chẳng hạn. Thì ok chẳng. Ta có thể thu được cái mẫu như thế này. Rồi hình to, nhỏ, đẹp, xấu như thế nào thì cái đấy các bạn hoàn toàn có thể căn chỉnh lại được. Ví dụ tôi muốn cắt nó lại gọn gàng lại một chút như thế này. Đó. Rồi sau khi xong cái đối tượng Smart Art như thế này rồi thì ta thấy trông nó có vẻ không được, nó chưa được sống động lắm chẳng hạn. Thì các bạn có thể là kích cái đối tượng Smart Art này và xem ta có thể thay đổi được những cái gì. Ví dụ các bạn thấy cái phần là Smart Art Styles, có thể mở rộng phần Smart Art Styles và các bạn rê chuột lên trên này để xem là cái Smart Art của mình nó có thể được thay đổi thành cái dạng hình như thế nào. Có rất nhiều cái mẫu khác nhau và các bạn có thể rê chuột và chọn lấy một cái mẫu nào đấy mà mình muốn sử dụng. Sau khi chúng ta chọn được cái mẫu muốn sử dụng rồi thì đứng về mặt là mẫu thì như thế này, nhưng về màu sắc, muốn màu sắc nó nhiều cái hơn, các bạn có thể vào phần là Change Color và các bạn rê chuột vào những cái phối hợp màu sắc ở trên này để xem phối hợp nào mình muốn sử dụng thì mình chọn thôi. Rồi nếu muốn đổi mẫu trở lại thì các bạn cũng có thể kích vào đây và chọn lại một cái mẫu nào đấy khác mà chúng ta thấy là gì mình cảm thấy ưng ý hơn. Thì đấy là chúng ta đã biết cách vẽ ra cái đối tượng Smart Art và chúng ta thay đổi cái đối tượng Smart Art như thế nào. Vẽ ra và các bạn có thể chọn theo một cái bố cục nào đó. Ví dụ tôi mở ra đây và tôi lại đổi sang một cái bố cục khác. Không thích bố cục này các bạn hoàn toàn có thể nhanh chóng đổi sang được một bố cục khác. Rất là nhanh và thuận tiện. Kích cái là ta được một bố cục khác này. Rồi, bố cục là như vậy, bố cục xong rồi các bạn thấy là đối tượng nó vẫn có những điểm chưa được hài lòng thì các bạn có thể vào những cái chức năng sẽ design cho thay đổi. Rồi, các bạn muốn có thể thay đổi riêng rẽ, tuy nhiên là phần Excel chúng ta không tập trung vào cái việc là thay đổi và vẽ một cái Smart Art thực sự là hoàn chỉnh như thế nào. Để vẽ một cái Smart Art thực sự là hoàn chỉnh, tốt và đầy đủ các cái tùy chọn khác về Smart Art thì các bạn có thể xem thêm các thông tin về bài Smart Art nằm trong các cái môn, ví dụ như là PowerPoint. PowerPoint là môn chuyên về làm đẹp, chuyên cái đối tượng Smart Art mà chúng ta vẽ và học trong phần PowerPoint nó sẽ đầy đủ hơn. Còn trong khuôn khổ Excel thì các bạn có thể biết những cái điểm đầu tiên về Smart Art như vậy là đủ. Thế thì nếu các bạn có thêm bất cứ vấn đề gì cần trao đổi thì các bạn có thể liên hệ với tôi theo các thông tin ở trên này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chào các bạn.